Chào các bạn nha, hôm nay mình clip giới thiệu cho các bạn cái bẫy rắn mối của mình đang cung cấp cho anh em á. Thì cái bẫy rắn mối của mình nè các bạn, chung là xài lưới là lỗ 5 ly nha các bạn. Lỗ này là các bạn nhốt dế vô là không có ra nha các bạn. Bạn ra tiệm chim hả, tiệm đồ câu các bạn mua dế, bạn nói lấy cho những con dế mà nó trội trội bự bự dế cánh á, là nhốt vô thoải mái nha các bạn. Nhưng cái bẫy của mình là có cái lỗ đổ mồi ra nè, à, đâu đây đây nha, cái hôm vô nè bạn, còn cái đây là chỗ mình bắt 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 rắn mối ra nè bạn, đó, làm cái cửa bắt rắn mối, rồi có cái ngăn nhốt mồi riêng nha bạn, nè, làm cái ngăn nhốt mồi riêng phía sau nè, các bạn thấy ngăn nhốt mồi không? Mở cửa bằng cách mở cái lò xo này ra, là mình bỏ con dế vô, rồi mình đóng cái lò xo lại. Là nhốt dế trong đống, mà bạn có thể để dế thì bạn để 3 4 con nha bạn, cho nó, tại vì con dế để nhiều quá nó di chuyển nhiều quá nên con ở ngoài rắn mối hoài nó dễ thấy hơn nha bạn. Bạn mà để ít quá làm khi con dế nó đứng im cái con hoài nó cũng không thấy, bạn phải bỏ 3 4 con cho nó di chuyển, cho nó bò cho nhiều, à rắn mối nó rất là nhạy nha bạn. Hoặc các bạn có thể bỏ dế hẳn vô trong đây cũng được, hoặc là bỏ ngăn nhốt mồi gì cũng được. Rồi cái bẫy này là có cái chỗ đổ bắt rắn mối ra. Cái kích thước của cái bẫy á, là chiều dài đó là 30 nha các bạn. Dài 30 ha. Rộng rộng có thể nói là gần chín nha bạn, không được chín nhưng mà gần chín, nói chung là cỡ chín nha bạn ha. 39. Ở cái miệng đó thì mình có làm một cái khung viền, cái hạ khung viền đang cho cái miệng bẫy lúc nào cũng vuông cũng cũng đẹp nha bạn. Đó, rồi các bạn nào cần bẫy rắn mối thì liên hệ mình nha. Zalo mình là 0936059090. Hàng mình ship toàn quốc nha bạn. Quên, nó lớn này là lưới chống rỉ sét nha bạn. Chào tất cả các bạn.